Hello, xin chào các bạn. Video ngày hôm nay mình sẽ review một chai nước hoa của nhà Ramon Monegal, đó là chai Faisa gì đó. Thì cái chai này các bạn coi như là lần đầu tiên mình ngửi nó là coi như là mình có cảm tình với nó luôn. Là tại vì các bạn biết không, cái mùi hương nó rất là nịnh mũi các bạn. Khi mà mình xịt đi làm á, phải nói là trong công ty có rất là nhiều người khen mình xịt nước hoa thơm. Đó là cái mùi này phải nói là rất là dễ chiếm tình cảm của những người xung quanh. Đó, còn cái mùi hương nó như thế nào thì sau đây là mình sẽ review cho các bạn tham khảo. Thì cái chai này á, theo như ông Ramon nó miêu tả thì nó tượng trưng cho ánh mặt trời, nó tượng trưng cho sự sống, tượng trưng cho giống như là vui vẻ, hạnh phúc. Đó, thì khi mình ngửi chai này các bạn, thì mình không có cảm nhận nó giống như là mùa hè cho lắm, là tại vì cái mùi hương nó, thành phần của nó gồm rất là nhiều nốt hương nặng ký như là mùi gỗ út nè, hổ phách, gia vị, hoa hồng với là nghệ tây. Đó, thì những cái nốt hương đó thì các bạn sẽ thường thấy ở trong những chai nước hoa mà dành cho vào những ngày trời mát như mùa xuân, mùa thu hoặc là mùa đông, đúng không? Đó. Với bên cạnh đó thì cái mùi hương này các bạn nó cũng tương tự với như những chai nước hoa của nhà Montel hay là Mancera vậy đó, phong cách kiểu như Trung Đông vậy đó. Đó. Thì tóm tắt á, là cái mùi hương này nó gồm có gỗ nè, hoa hồng. Nó hơi giống như nó hơi có vị hơi đắng đắng chát chát một chút xíu, mình nghĩ từ cái mùi nghệ tây á. Đó, ở trong nó có vị ngọt rất là nhiều. Mình không biết là phải từ caramel hay là mùi đường hay sao, nhưng mà nói chung là nó ngọt. Cái chai này nó ngọt, không có giống như là cái chai danh nhà Indonesian Oud, là cái danh nhà họ dùng cái mùi cam chanh, cho nên nó chua chua, nó làm cho cái mùi oud đó nó đỡ bị hăng đi. Còn cái này thì họ ổng không có dùng cái chua, nhưng mà ổng dùng cái ngọt để kết hợp với lại út với lại hoa hồng. Đó. Lưu hương á, thì cái chai này nó bám rất là tốt các bạn, mình xịt từ sáng tới chiều đi làm về vẫn còn mùi. Tỏa hương á, thì mình nghĩ là trong vòng 2-3 tiếng đầu tiên mới vừa xịt á, thì nó tỏa hương khoảng một cánh tay, rồi sau đó cái nó giảm dần lại. Đó. Dùng vào dịp gì á, thì cá nhân mình thấy cái chai này các bạn có thể dùng quanh năm, và tại vì tuy cái mùi hương á bao gồm các nốt hương nặng ký như gỗ út, hổ phách hay là đường hay là caramel, nhưng mà họ làm, ông này ông pha rất là mượt các bạn. Khi mà các bạn ngửi, các bạn hít một hơi thật sâu á, thì các bạn không có cảm thấy nó bị gắt cổ họng giống như là những chai nước hoa của nhà Montel hay là Mancera. Đó, cho nên mình nghĩ các bạn có thể dùng quanh năm đều được. Còn xịt bao nhiêu lần á, thì mình nghĩ cái chai này các bạn không có cần xịt quá nhiều, các bạn xịt trừ 2 cái là đủ rồi, tại vì cái mùi hương nó rất là mạnh, cho nên nếu mà các bạn xịt 4-5 cái á, thì nhiều khi nó sẽ gây ngộp thở. Độ tuổi khuyên dùng thì mình nghĩ chai này tầm 24 tuổi trở lên là ok. Chấm điểm á, thì yêu và ghét thì mình chấm nó 4/5, thì thực sự mình rất là thích cái mùi này, nhưng mà mình không có yêu nó là tại vì bản thân mình đã có Indonesian Oud rồi, đó là cái mùi gỗ oud với hoa hồng mình thích nhất trong tất cả các chai nước hoa ở ngoài thị trường. Cho nên đối với mình cái chai này thì riêng cá nhân mình thôi, thì mình chấm nó là 4/5 thôi. Điểm đặc biệt á, thì mình chấm nó 4/5 thì như mình đã nói là cái mùi hương này khi mình ngửi nó gợi nhớ mình tới những chai nước hoa của nhà Montel với Mancera, cho nên mình cảm thấy nó không có được coi như là độc quyền cho lắm, không có giống như là danh nhà Indonesian Oud mà khi mà các bạn ngửi á, không có giống cái chai nào ở ngoài thị trường. Mình đúng chỉ có là danh nhà Oud là danh nhà Oud thôi, chứ cái mùi hương nó không có giống mấy chai khác. Đó, nhưng mà cái chai này thì nhiều khi các bạn xài, nhiều người nếu mà họ xài nước hoa thường xuyên á, thì họ sẽ nghĩ là các bạn đang xài nước hoa của Montel hay Mancera. Đó, nó thiếu cái nét đặc sắc á các bạn, nó thiếu cái điểm nhấn. Cái giá tiền của nó thì mình chấm nó 4/5 là tại vì cái chai này nó cũng thuộc dạng mắt các bạn. Nhưng mà mình coi trên YouTube á, thì có một anh kia ảnh review cái chai này, thì ảnh có giống như là chia sẻ cái, giống như là share cái hộp á, ở bên trong nó nhìn nó có kiến, rồi nó có túi, rồi xong nó có một miếng vải nhung. Đó, nói chung là nhiều khi là nó mất tiền một chút xíu, nhưng mà cái cách trình bày cái chai nước hoa, cái hộp, cái vỏ, cái chai đồ nó đẹp. Đó. Thì mình
mình tạm chấm nó 4/5. Lưu hương thì 5/5, coi như nó bám rất là tốt, và tỏa hương cũng 5/5, nó tỏa cũng khá là tốt. Thì tổng số điểm của chai này là 4,4/5 điểm. Kết luận của mình á, thì đây là một chai nước hoa khá là hay, nếu và mình nghĩ là rất là đáng tiền mua. Cho nên mình có mình recommend các bạn, giống như là mình góp ý cho các bạn nên thử, nên kiếm sample của chai này các bạn thử, coi các bạn có thích hay không. Nhưng mà hình như mình thấy á, là phụ nữ họ thích cái mùi hương này nhiều hơn là nam giới. Nhưng mà cái chai này thì nó unisex, mình cảm thấy mình xài được, nhưng mà mình thấy nó hơi nghiêng về phía nữ một chút xíu, khoảng chừng 55 hay là 60% nữ và 40% nam vậy đó. Nhưng mà không có nghĩa là nam không xài được đó. Nhưng mà khi mình xịt á, thì mình vô công ty thì mình thấy nữ khen cái mùi hương này nhiều hơn đó. Có thể là do cái mùi hoa hồng, hay là trong này hình như nó có thêm một số loại hoa khác như hoa lài, hoa hoa gì nữa đó mình quên rồi. Nhưng mà có lẽ là vì vậy cho nên nhiều khi chị em phụ nữ lại thích cái mùi này đó. Thì tóm lại là đây là một chai nước hoa khá là ổn. Nếu mà các bạn có một số bạn thì họ không có cần phải mua một chai nước hoa 100 ml, tại vì họ nói là xài không có hết, cho nên nhiều khi họ chỉ cần những chai nước hoa khoảng chừng 50 ml hay 75 ml thôi. Thì cái chai này nó chỉ có 50 ml thôi, thì nó tầm 180-200 gì đó, coi như là vừa túi tiền các bạn, mà các bạn cũng không có mua nhiều quá đó. Các bạn 50 ml xài cũng được một thời gian, tại vì không phải là các bạn chỉ có chai này không, thì mình biết có nhiều bạn có tới 4-5 chai lận. Cho nên đó là lý do mà các bạn ấy muốn kiếm những chai nước hoa size nhỏ chút xíu thôi, là để thay đổi cho nó đỡ nhàm chán, chứ không phải là mua nhiều quá xài cũng đâu có hết đâu đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hy vọng video này có thể giúp ích cho các bạn trong việc lựa chọn một chai nước hoa hay. Thì như mình đã nói là đây là một chai nước hoa khá là tốt. Các bạn có thể thử xem coi các bạn có thích hay không, coi có giống cảm nhận của mình hay không. Nhưng mà cũng như mình đã nói là cũng là tông gỗ oud, hoa hồng, về xong vị ngọt caramel đỏ. Không biết các bạn có hứng thú với lại những chai nước hoa cái tông mùi như vậy không. Thì nếu mà đó là những cái mùi hương mà các bạn yêu thích, thì mình khuyên các bạn nên check cái chai này coi như thế nào đó. Ok, cảm ơn các bạn, chào tạm biệt.